ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Việt Huy Cường TV. Hôm nay mình sẽ làm một con gương bằng giấy cứng. Chuẩn bị là mình sẽ có hai tờ giấy màu cứng, kéo với lần này là mình sẽ phải dùng cái hồ bút chì thước với gôm. Rồi sao nữa, các bạn cùng theo mình làm. Sorry các bạn, hồi nãy mình có quên một thứ, đó chính là dao rọc giấy. Dao rọc giấy này rất là nguy hiểm, cho nên lát nữa ba mình sẽ làm phụ mình cái này. Rồi, để làm con run giấy thì bước đầu tiên mình sẽ kẻ 10cm với chiều rộng. Chiều dài thì các bạn sẽ kẻ 15cm. Rồi. Chiều rộng thì bước thứ hai, chiều rộng thì phải 3cm. Đây mình ghi tạm số 3 nhỏ nhỏ chỗ này. Rồi. Số 9 đây và số 10 ở đây. Rồi xong, giờ mình sẽ kẻ ngang qua đây, kẻ ngang. Rồi với 3cm này mình sẽ kẻ qua tiếp. Rồi giờ mình sẽ xóa số 9, số 10, số 3. Rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ, bây giờ mình gạch đúng 1cm là mình sẽ kẻ xuống dưới đây là 1. Đánh dấu hết đi 15 cái dấu nấc luôn nó nha, mình nối lại với nhau. Dạ. Bây giờ mình sẽ nối nó lại. Rồi xong, mình đã kẻ xong 15 ô như vậy rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ dùng cái, mình phải sẽ dùng cái dao rọc giấy. Bây giờ mình sẽ nhờ ba giúp. Ba ơi, ba giúp con, ba rọc. Rồi các bạn ơi, vì cái việc dùng cái dao rọc giấy này á rất là nguy hiểm, đâm ra là nếu mà các bé mà tự làm được á thì mình khuyến khích các bé làm, còn nếu không á thì các bạn nên giúp, vì cái này là cũng hơi nguy hiểm xíu, nên là mình giúp bé để rọc cái này. Thì ở nhà bàn học thì các bạn nên lót một cái tấm giấy gì đó để nó đừng có xuống bàn học nha. Thì mình bắt đầu mình cắt từ đây, mình cắt
Đây mình cắt là để cho một hồi nữa bé sẽ làm thành con giun, thì mình giúp bé cái công tác này thì là rất là nguy hiểm. Thì ở nhà thì mấy chị phụ huynh cũng có thể giúp em làm việc này, thì cho các bé chuẩn bị cái công đoạn trước đó thôi. Rồi đây mình sẽ cắt đủ, rồi mình sẽ cắt đủ theo như cái đường kẻ của bé. Rồi đây là ở nhà hai ba con làm cũng không được đẹp lắm, mà đó là tập cho bé để bé biết làm cái này. Cái trò chơi này tên là gì Su? Dạ, trò chơi này tên là làm con giun bằng giấy. À, giun bằng giấy. Rồi ba cắt cũng không được thẳng lắm, khi cả người lớn mình cắt nhiều khi cũng còn không được đạt yêu cầu lắm nè các bạn. Anh em mình cắt cũng không được đạt lắm đây. Đi cắt cái này thôi. Không sao. Ừ, không được đẹp lắm. Ở tay ra con. Rồi thôi được rồi nha. Tiếp tục này. Ba cắt cũng hơi bị lường lường, tại vì mình không dám cắt vào sát vào cái thước á, sợ hư cái cây thước. Lần sau nếu mà bằng cái thước gì cứng hơn thì đỡ hơn. Rồi ok, mình đã thôi được rồi con nè, mình đã cắt xong rồi. Thì bây giờ là đây, những cái đây mình sẽ xem những cái chỗ nào mà chưa đạt á, thì mình cắt thêm tí nữa cho nó sát vào đây theo như cái vẽ của bé. Rồi mình nghĩ là chắc là ok đây, để mình xem nha. Này có cắt không con ngoài rìa này? Không, không đúng không? Rồi, ba hoàn thành nhiệm vụ của ba rồi. Con làm gì? Dạ, con đâm hai cái này nhé. À, con... đâm hai cái đây hả? Mấy lỗ? Dạ, hai lỗ, lỗ ở trên với lỗ ở dưới. Mỗi bên hai lỗ hả? Dạ, được rồi. Ui, to quá. Dạ. Chơi bên này nữa hả? Dạ. Nhiều khi mình cùng làm với con á, nó vui lắm các bạn. Hai ba con nói chuyện với nhau rồi chia sẻ với nhau á, thì tăng thêm tình cảm trong gia đình. Rồi ba xong nha. Dạ. Rồi con làm tiếp đi. Dạ. Bước tiếp theo là mình sẽ cắt, cắt nó ra. Cắt theo đường nào? Dạ, cắt theo đường bút chì chỗ này. Ra làm này cũng nhanh lắm con ha. Dạ. Đẹp hả? Con giun là màu xanh nhỉ? Dạ. Con giun đi giữa ra cho các bạn cùng xem. Này. Ừ, xích lên tí. Rồi. Lần đầu quay làm bằng đồ chơi bằng giấy sau cái lồng đèn hôm Trung Thu. Và giờ mình đổi cái vị trí đặt máy, thì các bạn xem có gì các bạn góp ý comment vào phía dưới video nhé. Nếu các bạn thấy thích thì vui lòng nhấn like luôn để cho kênh ngày càng phát triển hơn và cổ vũ cho bé làm càng nhiều đồ chơi bằng giấy hơn nha các bạn. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ dùng keo. Các bạn tốt nhất nên dùng hồ khô, tại dùng hồ nước thì nó hơi khó một xíu. Mình sẽ dán cái lớp nhỏ nhỏ, bạn không nên dán lớp bự, tại vì lát nữa mình mà cuốn, cho nên là mình phải dùng cái lớp này mình dán lại. Rồi giờ mình sẽ dán cái này nó lại.
không dính được. Nó không dính. Cái hồ này của con nó không dính được. Hồ này nó không dính. Đây đúng không? Nhỏ. Rồi mình phải để mình giúp bé cái này nhé. Thì của mình nó hơi dính chắc. Đây các bạn cuộn vào đây đúng không? Giúp con này nhé. Dán đây đúng không? Dạ. Rồi đi ba. Dán nó không có dính. Rồi ba hiểu rồi. Thì rất rất mới một con sâu. Rồi. Từ phải mình phải để một hồi lâu thì nó mới dính được các bạn. Ừ. Mình làm cũng hơi bị cái rách. Loại keo này nó. Ừ. Còn nếu mà muốn chắc thì mình dùng một cái đồ bấm nhưng mà thôi cũng không cần thiết đâu. Keo này tí là dính nó khô rồi. Này các bạn nhìn thấy không? Mình nhấn ra đó con nhấn tí là cho nó khô đi. Tí là nó khô rồi. Nó cũng dính rồi đâu. Dính rồi đúng không? Rồi sao nữa? Theo nói nhanh đi các bạn. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ phải cuộn cong cong cái này một xíu. Phải làm cong cái này. Để nó mới ra hình con run. Ừ. Nếu mà để thẳng thì nó không ra hình. Nó ra con gì? Nó ra con gì ta không biết. Này cho con nhỏ nó cầm đi, nó xin lên. Đây. Nó phải làm cong lại. Ra rồi đấy, con cong rồi đấy. Rồi, cong rồi, quá giỏi. Nhưng mà nó lại thiếu cái gì, ba thấy nó thiếu cái gì? Dạ, thiếu cái đầu. À, đúng rồi, thiếu cái đầu hả? Vậy con làm cái đầu đi. Dạ, cái đầu thì mình thích làm màu hồng. Ba phụ mà coi cái này coi nha. Mà... Dạ. Làm cái đầu thì rất là dễ. Rồi, giờ mình sẽ vẽ một hình tròn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ vẽ con mắt. Con mắt thì tùy theo ý các bạn muốn làm con mắt nào cũng được. Riêng mình thì mình thích làm con run thì mắt này nhìn đẹp hơn. Cái miệng nữa là xong. Giờ mình sẽ vẽ thêm hai cái râu ở trên này nữa. Để cho nó ra hình mặt của con run. Này, bà giúp con bấm rồi thôi nha. Rồi, giờ mình sẽ cắt cái khuôn mặt con run ra. Con run gì cơ? Xích lên cho bà nhìn thấy mặt con run. Cắt cái râu xe ra. Mình phải cắt ra một tấm nhỏ để mình cắt nó mới dễ. Mình cắt ra hình tấm nhỏ mình mới làm nó dễ được. Rồi, để hai cái râu nó dính vào nhau vậy đi. Dạ. Chứ cắt rồi nó lại rơi. Dạ đúng rồi, tại vì nó nhỏ. Ừ. Rồi sao mình sẽ gắn, sao gắn cái đầu vào được? Dạ. Gắn cái đầu này vô thôi à. Ừ.
dao gắn thì cái này thì mình để đây. Còn cái dán keo cái lỗ này mình cũng để đây. Mình dán dán keo vào đúng không? Dạ. Rồi dán keo vào đây. Để dài nó cũng. Lấy keo dán vào. Này mình để dưới thì cho nó đẹp. Rồi lấy keo dán vào. Nhiều, nhiều nhiều keo vào xong con để một hồi nữa thì nó mới dính chứ nó không có dính liền đâu. Giờ mình sẽ dán vô khuôn mặt vô đây. Cái sao nó đi được? Dạ. Cái sao con run này đi được? Con run này muốn đi thì mình sẽ dùng hai cái cây. Hai cái cây gì cũng được. Nhưng sao mà nó cứng là được rồi. Mình thì mình sẽ dùng cây ống hút. Mình sẽ cắt nó ra. Cắt để coi cắt được không cây nè. À được. À nó băng. Rồi. Hai cây này được rồi. Bây giờ mình sẽ ấn cái này tiếp cho nó dính. Nó cũng dính rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái cây này vô. Chưa được hả? Chưa được. Này nó phải to ra xíu. Rồi để mình giúp bé cái này nha. Cái này cái động tác này nó cũng rồi hơi khó. Tại vì nãy cái này nó hơi nhỏ. Mình dùng cái cây nó to quá. À, bây giờ nó bị cũng hơi bị rách rồi. Này các bạn dùng cái cây nhỏ hơn thì nó hay hơn chứ cái này nó hơi to. Mình dùng cái này cũng chưa đúng lắm. Đi kiếm đi bà con cái cây nào này cho nó nhỏ đi xíu được. Mình gắn tạm vô thôi. Gắn tạm vô cho các bạn thấy là run nó sẽ đi như thế nào thôi nha. Ok, đó là một cái vậy thôi. Thì cái thứ hai là nó cũng tương tự như tương vậy. Tương tự. Lần đầu bé làm đâm ra là cũng chưa có chuẩn bị được tốt lắm nha. Mong quý anh chị các bạn thông cảm. Thì chung là mình cũng đang động viên cho bé làm rất là tốt. Đây thôi được rồi, tạm thời vậy đi. Rồi. Nó chưa đạt lắm. Dạ. Thôi được rồi. Thì là như vậy thôi. Con Jun sẽ đi đâu là nếu mà bạn có cây nhỏ hơn thì sẽ tốt hơn đâu nó đi sao được con. Đi nè bạn. Chút. Rồi ok vậy thì đã hoàn thành sản phẩm. Xin chào các bạn đi con. Bye bye. Đã làm xong con Jun. Các bạn hãy làm theo cách của mình. Nếu có chuyện gì khó khăn thì các bạn hãy comment và nói cho mình biết. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn subscribe, like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi. Bye bye. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ view cho kênh Gia đình Việt Huy Cần TV. Let it go, let my body go. Make our bodies high.